Dạ dạ em chào cô ạ. Dạ 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 em biết rồi ạ. Dạ 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 rồi dạ rồi em sẽ dạ em sẽ khuyên bé hơn ạ. Dạ 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 em ơi em ơi em ơi. Bực mình gì? Bực mình thì bực mình chứ bực mình là cái gì mà em hỏi? Công ty có chuyện gì hả? Công ty không có cái chuyện gì hết á. Sao anh cứ cọc cọc vậy? Đi nói chuyện đàng hoàng với em đi. Sao? Mà anh không hiểu luôn á. Anh không hiểu em dạy con như thế nào luôn á. Mà đến bây giờ nha, giáo viên phải gọi điện thoại cho anh để mán vốn tất cả những cái việc học ở trên trường của nó. Thì em dạy con như là đó giờ hai đứa mình dạy thôi. Mà cô giáo nói làm sao? Cô giáo nói là con học hành dạo này là sa sút. Nào là không lo làm bài, không lo viết bài, mà còn có thêm cái tình trạng hứa suông nữa. Hứa với cô giáo mà hứa ngày này sang ngày nọ là sao? Thì sao em biết được? Thì anh dạy nó làm sao, sao em biết? Thôi thôi, đừng có nói tới anh ở đây. Từ xưa giờ á, người ta nói là con hư là tại mẹ, con dạy là cái mang. Có bao giờ người ta nói là cha nó đâu? Anh coi lại đi, thời buổi nào rồi anh cũng là dạy nó chứ phải một mình em đâu. Anh dạy nó làm sao? Anh nói là cái tính này là nó học từ em. Em suốt ngày em cứ hú xuông với nó, em mua cái này cái kia cho nó. Rồi em có mua đâu. Nó anh... học là nó học từ cái tính của em đó. Anh còn hứa xuông với em nữa kìa. Anh nhớ kỹ lại đi. Chiều anh ơi. Dạ. Ra đây với mẹ. Ôi đang học bài hả? Giỏi quá vậy. Mày coi coi. Giỏi quá ta. Rồi, đợt này nha, Chiêu Anh của mẹ mà học giỏi nè. Cô khen, cô không có mắng vốn ba mẹ là đợt này mẹ sẽ mua cho Chiêu Anh một cái xe đạp luôn, hiểu không? Ừ, đúng rồi đó. Không những là chỉ cái xe đạp không thôi đâu, mà ba còn mua cho con cái iPad nữa. Chị Quân. Nhưng mà lần trước ba mẹ cũng nói vậy mà ba mẹ đâu có mua cho con đâu. À, nhưng mà lần này là mẹ nói thiệt hen. Rồi giờ Chiêu Anh hứa với mẹ là Chiêu Anh học ngoan nè, học giỏi nè, được điểm cao một cái là mẹ mua cho con cái xe đạp liền luôn, chịu không? Mẹ hứa với con rồi. Rồi cho mẹ coi cái. Ba mẹ ơi, con được điểm 10 nè. Tao đưa mẹ coi. Chiêu Anh của mẹ giỏi quá ta. Ba coi nè ba. Chừng nào ba mẹ mới mua iPad với lại xe đạp cho con? Thì từ từ mẹ mua cho Chiêu Anh ha. Nhưng mà Chiêu Anh hứa với mẹ là cứ giữ phong độ học như vậy nha. Rồi bây giờ mẹ đi công chuyện chút xíu, tối mẹ về cho con nha. Em đi nha. Ở nhà ngoan nghe không? Chừng nào ba mới mua iPad cho con? Thì trước sau gì ba cũng mua mà. Nhưng mà chừng nào? Thôi vài bữa nữa ba mua cho con nha. Wow, đâu bà coi coi. Con gái của bà giỏi quá. Thôi Chiêu Anh ráng cố gắng nha. Bà đi công việc tí xíu bà về nha. Lúc nào ba mẹ cũng hứa đó. Anh đã nhớ lại rồi. Lỗi là lỗi của anh. Lỗi của em? Không, là lỗi của anh. Là lỗi của hai vợ chồng mình hết á. Không có khéo dạy con gì hết trơn á. Thôi bây giờ nè, anh nghĩ như vậy nè, mình á là phải nên dành nhiều thời gian cho con mình. Em sẽ bớt đi shopping lại. Còn anh á thì chắc cũng phải bớt đi với bạn bè thôi. Đặc biệt là không có hứa suông với con nít nữa. Đúng rồi. À quên, em hứa đi đón con, giờ em đi đón. Hả? Em không nhớ à? Anh cũng hứa là sẽ chở em đi đón con mà. Mình cùng đi. Đi.